Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bạn vuốt cái kiểu Hydro Bath rất là đơn giản tại nhà nha. Thì đầu tiên thì tóc của mình vừa gội xong như thế này, mình sẽ chẻ cho nó một cái đường 64 thì các bạn canh như thế này nha, từ cái điểm này xuống 2/3 chân mày, 2/3 đuôi chân mày mình chẻ lên đây, 2/3 chân mày mình chẻ lên, các bạn chẻ làm hai như vậy giúp mình, rồi sau đó mình lấy máy mình sấy, không có mỏi dịch này cũng được. Kiểu này thì thật sự cũng rất là đơn giản thôi, mình chỉ cho những các bạn tay ngang, những các bạn ở nhà mà thích kiểu tóc này ha. Rồi tiếp theo mình lấy một ít quáp. Rồi bây giờ đến phần vuốt quáp, các bạn lấy cho mình một nguyên cái phần như thế này nha, nguyên cái phần như thế này các bạn vuốt. Nguyên cái phần này các bạn chừa lại không vuốt nha, vuốt cao lên như này. Rồi mình vuốt tiếp mấy bên đây y như vậy, mình chỉ vuốt phần trên này thôi, còn phần dưới này các bạn giữ nguyên nha. Rồi bây giờ các bạn dùng hai tay vuốt hết ra sao giúp mình, vuốt hết ra sao rồi kéo xuống. Đây như các bạn đã thấy cái phần tóc của mình á thì nó không có được dài, như mà người ta, mình chỉ ngắn như thế này thôi, còn những các bạn là tóc nào mà dài hơn á vuốt nó sẽ đẹp hơn nữa nha các bạn. Đây như hai phần ở trên này mình vuốt keo, còn hai cái dưới này á là mình không có hề vuốt nha các bạn, để cho nó tự nhiên nhất có thể. Hả? Đây cho các bạn xem. Rồi mình muốn giữ nó lâu thì mình dùng một ít rơm mình xịt lên. Rồi các bạn thấy kiểu này rất là đơn giản đúng không ạ, chỉ cần vuốt ở tại nhà thôi chứ không có giống như ca sĩ người ta chăm chút quá đâu ha, như vậy là đẹp rồi. Đây. Nếu các bạn hay thì hãy đăng ký kênh và giúp mình một like để mình tiếp tục ra những video hay hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.